Hello các bạn, em mì xin mến chào các bạn đã trở lại kênh em mì nha. Em mì đã giả ba ngón cho cô khách này rồi nè các bạn. Bây giờ cổ đòi cái like này nó bự lên, bây giờ mì đồ lại cho nó bự lên nha. Rồi sau đó em mì sẽ chia sẻ những cái món kế tiếp cho các bạn coi. Em mì thấy cái like này nó cũng ok rồi mà cổ đòi bự thêm nữa. Ok, how thick are you? Are you one more? A little bit thicker. I'm little sorry. Bit thicker. Okay. Down here for me. Giờ con muốn cái line này nó mập lên chút nữa. Giờ con muốn mập thì mình giả mập ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giả những cái line này lại nè các bạn. Giả rồi nè ha. Rồi bây giờ mình tô mập lên đây chút nè. Đó, các bạn thấy không? Tại vì cổ vẽ cái màu nền với cái màu này nó cũng không khác biệt nhiều. Đó, mình làm cho nó mập lên. Rồi, cái line này cũng phải mập lên. Rồi, bây giờ cái line này nha. Đó, đây, mình mập lên đây. Mình vẽ bằng màu keo nha các bạn. Mình chia ra mập chứ mình không mập hết, cũng phải có chỗ nó hơi ốm ốm chút nó mới elegant looking. Rồi. Rồi xong rồi giờ em sẽ vẽ tới cái ngón này. Ngón tỏ nha. Các bạn thấy những cái cô khách trẻ bây giờ là có đem mẫu đây cho mình vẽ không mà các bạn thấy à. Đó. Cái này sẽ tô cho nó mập lên nè. Bự chút em này kêu nó mập chứ. Kêu dân giả quá ha các bạn. Để cái like cho nó to lên. Đó, các bạn thấy không? Màu keo rất là dễ các bạn, mình có thể sửa lại trước khi mình cho hơn. Rồi. Bây giờ tới cái ngón cái nha. Đó, bạn thấy em mình đi này. Mình đi cho nó xong cái lần đi rồi mình mới sửa sao ha. Mình mới tô cho nó mập lên ha. Đó, bây giờ mình bo cô qua đây. Rồi bây giờ mình tô cho nó mập lên này, tô cái lai lên. Các bạn thấy mấy cô trẻ bây giờ màu có lựa luôn, màu nó đẹp đẹp với nhau. Cái màu rê này nè các bạn, cái màu này nó rất là tây luôn. Mày tô lại cho nó to ra chút. Đó, có đường to đường nhỏ nha các bạn. Đó. Rồi các bạn thấy là mì đã xong đây. I love it. Rồi bây giờ mì cho hơi nha. Một bàn tay đã xong rồi, sơn giả bằng màu keo nha các bạn. Tuy nó không có sâu cho lắm, tại vì hai cái màu nó na ná nhau á, nhưng mà nó rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ đây. Rồi. Em mình vẽ trước rồi mới tô lại sau nha các bạn. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ tô lại cho cái đường nó bự ra đây. Mình sửa lại. Rồi đây. Giờ mình tô dưới đây bự lên. Mình cũng phải có chỗ nó hơi mỏng mỏng đó. Đó. Rồi đây mình xong một cái nha. Rồi bây giờ qua cái thứ hai.
Này bây giờ mẹ tô lại đây. Xem cho đông mua cái hand phơi mẹ little bit chưa. Yeah. Sorry. No, I'm sorry. Got that one. Em mày nói với cổ là đừng có nhúm nhích cho mày dễ ăn tí xíu, các bạn thấy không? Đây mình phải đi cái đường đó đi rồi mình tô lại sao? Rồi đây mình bắt cái vòng cung qua đây. Các bạn thấy không? Cái đường này nó tô ra nè. Đó. Em mày cũng chừa những cái chỗ ốm nha, nó các bạn thấy không? Rất là elegant luôn. Đó. Bây giờ mình đã nói lại xong rồi. Rồi bây giờ tới cái ngón giữa nha các bạn. Mày mày đi đây. Rồi, bắt đầu dạy mày đá lên đây. Rồi giờ mày bọc xuống nha. Rồi, đó bây giờ mày mới tô lại đây. Mày phải đi cái đường chuẩn trước, đi cái đường mình muốn trước. Đó. Rồi. Cô bé này các bạn thấy cô nhúm nhít rồi đó, đó đó các bạn thấy cô nhúm nhít, cô không có hợp tác với em mày, nó chảy một miếng lại mày quẹt luôn nha các bạn, quẹt luôn mình chùi luôn chứ để một lát nó mình cho hơi rồi mình khó xử lý ha. Rồi là mày đã xong một ngón nữa rồi, cái này các bạn thấy bự ra. Rồi à, bây giờ ngón này thì mình vẽ nó hơi khác chút xíu nha. Rồi đi cái bầu này. Rồi. Cổ cứ tục ra tục vô cô coi hoài á các bạn. Rồi đây mày vẽ lên đây. Mày bọc xuống. Rồi. Bây giờ mày tô lại nha. Cổ nhúm nhít ghê chưa. Rồi. Rồi là mình đã xong một ngón nữa đó các bạn. Rồi bây giờ còn ngón cái nha. Ngón cái là mình bắt từ đây mình đi lên. Đi lên nè. Đi xuống nha. Đi lên nè. Rồi. Đi xuống. Nè, các bạn thấy là mày đi trước cái lần đi. Rồi bây giờ mình mới xử lý sao ha. Rồi, sorry các bạn nha. Trong khi cái tay em mày đi á, cameraman không có can được. Tại vì em mày đổi á, mày trở bằng tay đó nó che khuất em mày không biết. Rồi đó các bạn thấy em mày tô nè đó. Rồi bây giờ em mày kéo bên đây, giờ tô bự cái này ra. Đó. Cái màu treo nó cũng dễ, các bạn mình sửa lại cho nó đẹp rất là dễ. Rồi bây giờ em mày tô bự cái này ra nè. Đó. Rồi. Các bạn nó cũng khách có nhúm nhít rồi. Không có hợp tác với mình vậy. Cô nhúm nhất là mình bị trợt hướng liền. Rồi giờ mình đi đây lại bo lại cái nó cho nó tròn nè, cái nó có tròn. Cô nhúm nhất là mình bị trịch từng rồi nè. Rồi đó các bạn, đó các bạn thấy em cameraman zoom giùm em mày nha. Nó rất là cái màu nó không có nổi dữ nha bạn, màu nó rất là tây. Bây giờ mình sẽ để hai bàn tay vô cho các bạn coi đây nè. Đó là mẫu chọn của cô khách ngày hôm nay nha. Cái màu xám đậm ở dưới là cái màu xám lợt ở trên.
Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cái này, cái bước cuối cùng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ thấp khấu lên nè. Sau khi mình bỏ thấp khấu lên là mình đã hoàn thành xong cái bộ móng của khách này ngày hôm nay nha các bạn. Rất là đơn giản, dễ làm luôn. Những cái mẫu bây giờ, những cái mẫu như vậy bây giờ rất là hot đó các bạn, popular luôn. Ngày nào em cũng vẽ, nó chưa có ngưng hot. Có nhiều bạn trẻ thích những cái mẫu như vậy, những cái tông màu nó đi chung như vậy, chứ nó không có nổi bật sơn màu này mà vẽ mấy màu nổi bật nha các bạn. Cái video nhiều khi các bạn coi thì nó cũng không được được pop cho lắm, không được nổi cho lắm, tại vì hai cái màu nó xèm xèm với nhau. Nhưng mà mua đen hiện giờ có mấy cô khách trẻ đó các bạn. Bây giờ em xin kết thúc cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Em thân ái chào các bạn.